Xin chào các bạn. Có một thông tin chúng tôi cho rằng rất đáng để vui mừng về năng lực quốc phòng của Việt Nam. Đó là thông tin gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Các bạn thân mến, mới đây thông tin Việt Nam sở hữu một số lượng pháo xe kéo lên tới hàng ngàn khẩu. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì quân đội nhân dân Việt Nam đang có trong biên chế 2.200 khẩu pháo xe kéo các loại, đứng vị trí thứ 8 trên thế giới, đứng thứ 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng. Trong bảng xếp hạng, các quốc gia đứng trên Việt Nam theo thứ tự lần lượt là Ấn Độ 7.414 khẩu, Trung Quốc 6.246 khẩu, Hàn Quốc 5.374 khẩu, Nga 4.625 khẩu, Triều Tiên 4.300 khẩu, Pakistan 3.278 khẩu và Ai Cập 2.360 khẩu. Một điều đáng nói là siêu cường số 1 quân sự thế giới hiện nay, quân đội Mỹ cũng chỉ đang duy trì 1.299 khẩu pháo xe kéo, xếp hạng thứ 12 trên thế giới. Tới đây thì có thể nhiều bạn sẽ nói rằng, ôi rồi, toàn đồ cổ từ thời Napoleon thì có tác dụng gì, trong khi thế giới dần chuyển qua pháo tự hành hiện đại. Không biết lý do gì mà Việt Nam vẫn giữ lại những khẩu pháo cổ lỗ sĩ đó. Phải chăng Việt Nam đang tiếc của nên không muốn bỏ đi? Tuy nhiên, đó có thể là những phát biểu, những đánh giá hời hợt, thiếu hiểu biết. Bởi số lượng lớn pháo xe kéo mà Việt Nam đang nắm giữ là không phải dạng vừa đâu, nhất là khi chúng được vận hành, khai thác bởi quân đội nhân dân Việt Nam giàu truyền thống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để làm sáng tỏ điều đó nhé. Kính thưa các bạn, thứ nhất, do địa hình của Việt Nam có những nơi mà pháo tự hành không thể lên đến nơi được, chỉ có pháo xe kéo mới đưa lên được. Với chiến thuật hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung thì sử dụng pháo xe kéo là hợp lý nhất. Chính vì thế, với địa hình bằng phẳng, pháo kéo ngày nay có thể ít phát huy thế mạnh, nhưng với địa hình đồi núi như Việt Nam thì sao? Chắc các bạn đã hiểu. Có thể nói pháo xe kéo có tính linh hoạt và đa dạng hơn nhiều so với pháo tự hành, bởi chúng gọn nhẹ nên có thể tham gia tác chiến nhanh chóng trong mọi địa hình khác nhau. Thậm chí có những loại như D-30, M-46 có thể dùng phòng thủ bờ biển hiệu quả. Trong khi đó, pháo tự hành lại có thiết kế cồng kềnh và trọng lượng thì rất là nặng. Nếu dùng pháo tự hành để đánh đấm ở đồng bằng thì còn được, chứ đánh ở vùng đồi núi hiểm trở thì coi như thua. Thế nên với một đất nước có 3/4 địa hình là đồi núi như Việt Nam thì pháo kéo vẫn là lựa chọn tối ưu. Thứ hai là pháo xe kéo có thiết kế đơn giản, vận hành ổn định và dễ sửa chữa, nâng cấp với chi phí thấp hơn so với pháo tự hành. Điều này phù hợp với ngân sách quốc phòng còn khiêm tốn của Việt Nam. Thứ ba là pháo xe kéo rất phù hợp với kiểu tác chiến phi đối xứng và chiến tranh du kích của Việt Nam. Điển hình như chiến dịch Điện Biên Phủ, nó cho thấy tính hiệu quả cao trong chiến tranh du kích của bộ đội ta. Thứ tư là khi nghiên cứu các cuộc xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ gần đây, nhất là xung đột giữa Nga-Ukraine, Israel-Hamas cho thấy lực lượng pháo binh, tên lửa đối đất được các bên sử dụng với số lượng lớn, trở thành một trong những lực lượng then chốt trên chiến trường. Thực tế đó đặt ra vấn đề cấp thiết về xây dựng lực lượng pháo binh, tên lửa quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh pháo binh vẫn là vua chiến trường ở Ukraine, thì việc sở hữu nhiều pháo cho thấy những lợi thế nhất định. Dù drone đang được sử dụng với tần suất lớn, pháo vẫn là vũ khí chủ đạo trong xung đột tại Ukraine, có thể quyết định cục diện chiến trường. Trong gần 2 năm rưỡi xung đột, quân đội Nga và Ukraine đã áp dụng các chiến thuật mới và triển khai nhiều công nghệ hiện đại để có thể giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Dù vậy, một điều không thay đổi là sự phụ thuộc của cả hai phía vào pháo binh. Được mệnh danh là vua chiến trường, đây là vũ khí đã gây ra phần lớn thiệt hại cho lực lượng hai bên trong cuộc xung đột. Binh sĩ Nga hiện khai hỏa khoảng 10.000 viên đạn pháo mỗi ngày, còn với Ukraine là tầm 2.000 viên. Cả Nga và Ukraine đều áp dụng học thuyết quân sự tiền pháo hậu xung từ thời Liên Xô, trong đó ưu tiên sử dụng pháo binh với mật độ cao để làm mềm mục tiêu trước khi cho bộ binh tiến lên. Có một thực tế là cả Nga và Ukraine đều có nhiều loại pháo binh hết sức ấn tượng. Ukraine hiện sử dụng cả thiết bị cũ hơn từ thời Liên Xô như pháo 2S-3 Acacia lẫn pháo binh hiện đại hơn
được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp, có thể kể đến như M109 Paladin của Mỹ, AS90 của Anh và pháo Kaiser của Pháp. Ngoài ra, Ukraine đang sản xuất lựu pháo nội địa 2S22 Bodana, chương trình được tài trợ một phần thông qua viện trợ nước ngoài. Một thách thức mà Ukraine đang đối mặt là các hệ thống pháo binh NATO cung cấp sử dụng các loại đạn dược có kích thước khác nhau, dẫn đến việc Kiev phụ thuộc vào đạn dược do NATO cung cấp. Gói viện trợ gần đây nhất của Anh và Mỹ đã dành cho Ukraine gồm một lượng lớn đạn dược, bên cạnh đó còn có thêm hệ thống pháo AS-90 và M109 Paladin. Trong khi đó, Nga sử dụng kết hợp pháo tự hành từ thời Liên Xô như MS-19, Mustar-S và hệ thống pháo mới hơn như 2S-33, Mustar-SM-2. Hơn nữa, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có mạng lưới cung ứng mạnh mẽ để sản xuất đạn pháo, với công suất sản xuất tới 250.000 đạn pháo mỗi tháng, có thể bắt kịp tốc độ sử dụng của quân đội Nga, theo ước tính của tình báo NATO. Chúng ta có thể thấy là ngay trong chiến tranh hiện đại, cả Nga và Ukraine đều vẫn đang sử dụng các loại pháo có từ thời Liên Xô. Vậy thì việc Việt Nam giữ gìn và niêm cất các khẩu pháo kéo của mình, ai còn dám nói là vô dụng nữa không nào? Vấn đề thứ 5 là thực tế chiến trường Ukraine cho thấy, trong cuộc chiến, Nga và Ukraine đã triển khai lượng lớn vũ khí mới như đạn làm vảng hay tên lửa chính xác. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, các loại vũ khí này trở nên kém hiệu quả khi cả hai bên phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống mới của nhau và ngăn chặn bằng tác chiến điện tử. Trong khi đó, đạn pháo không có thiết bị điện tử bên trong để bị gây nhiễu. Điều đó khiến chúng trở thành vũ khí đáng tin cậy để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Khi tác chiến điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến, Nga và Ukraine có thể sẽ quay trở lại sử dụng các hệ thống pháo truyền thống nhiều hơn. Thêm một lý do nữa là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội Việt Nam dựa trên những khẩu pháo kéo với một quá trình dài. Điều đó giúp chúng ta xây dựng được một quá trình vận hành, bảo trì khai thác, hoàn chỉnh, đạt hiệu quả cao. Việc duy trì kho pháo kéo chính là sự kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của ông cha ta. Nói tóm lại, không có loại vũ khí nào là lạc hậu trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Chỉ là do khả năng sử dụng thế nào mà thôi. Quân đội Việt Nam với truyền thống đánh tốt dùng bền, thì tất cả các loại vũ khí trong tay chúng ta đều sẽ phát huy được sức mạnh vượt trội, khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhân đây chúng tôi cũng thông tin thêm rằng, ngoài hệ thống pháo kéo thì Việt Nam đang có khoảng 1.100 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đứng thứ 7 trên thế giới, đứng thứ 4 châu Á. Số lượng pháo tự hành của Việt Nam là 524 khẩu, đứng thứ 13 thế giới nhưng vẫn giữ vị trí vững chắc ở ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Ý kiến của các bạn thế nào xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.